Cái này cái nu gồ công nha bạn. Cái này cái nu cám gồ công nè. Da nó là màu đồng luôn rồi các bạn, đẹp lắm. Già cú đế luôn rồi nè. Nó lên cái màu đồng luôn các bạn. Cây này hoành chỗ này khoảng 40 à, cái cầm chỗ này khoảng 40 à, ba mấy à, khoảng 40. So với cái thuốc này các bạn. Cây này cây lùng lực luôn nè nha. Đế thì hơi yếu một tí thôi chứ gồ công thường sẽ bị yếu đế, không có đế được 24 giờ đâu nha các bạn. Cây này chiều cao khoảng 30-32. Cây này nó liền ngọn luôn, cành nhánh là người ta già ráo luôn. Nó già khủng khiếp các bạn, nó lên nu cục. Đó, nó già lắm. Cái chóp ngọn này còn có tí xíu nữa liền, còn những cái ngọn này là không có luôn, nó bao luôn, nó bao theo luôn. Cứ cầm vô nè nha các bạn. Tay cành đó dài lắm các bạn ơi, có dạng xương cứng ngắc nè. Cây này mấy bạn, cái ngọn cũng làm bị lỗi, làm hơi cao nè, cắt lùn xuống mốt về mưa. Hồi xưa người ta mấy cái cành chỗ này, bây giờ mình làm mình bắt vô thêm cho nó đẹp chút. Hồi xưa người ta làm, người ta không có bắt mấy cái cành đó, giờ mình thích thì về mình bắt thêm một số cành cho nó kín cái cây và nó đẹp với cây. Nó dài lắm nha bạn. Đế thì nói chung là không được đẹp, không được 24 giờ đâu nha, không được đẹp nha. Cây có sao mình nói vậy nha. Như vậy nó già, cây được cái nước già. Cái này trong chậu nhỏ ra nha bạn. Nuôi gồ công á. Nuôi lớn gồ công. Cây này lùng lực luôn á.